Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Sông Cao. Hôm nay thì trên đường đi làm về thì tôi có dừng ở đây một chút và tôi bắt gặp một số những cái cây cỏ, một số những cây thuốc, cho nên tôi muốn giới thiệu và gửi đến tất cả các bạn một số những công dụng cũng như là một số những cái bài thuốc có sử dụng những cây này. Đây. Đây các bạn. Đây là khung cảnh ở đây này, nó rất là đẹp. Đó. Ở đây thì có hai cái ngôi lán của anh em đồng bào người Mông, họ đi làm nương thì họ dựng ở đây, dựng ở ven đường đây. Đó. Thì cái cây thuốc mà hôm nay tôi muốn nó đến, nó chính là cái cây ngải hôi. Rồi tí nữa tôi sẽ cùng các bạn đi tìm xem là cây ngải hôi nó ở đâu. Ngày trước tôi thấy ở đây nó khá là nhiều về cây ngải hôi. Đây. Cái cây ngải hôi ấy, hay còn gọi là cây ngải dại ấy, thì nó là một cái cây mọc hoang. Đây các bạn. Rất là nhiều đấy các bạn. Đây. Đây các bạn. Đó, đây chính là cây ngải dại đây các bạn. Thoạt nhìn thì chúng ta thấy nó rất là giống. Chúng ta thấy rất giống cái cây ngải cứu luôn nhỉ. Rồi ở đây rất là nắng. Tôi sẽ đưa các bạn đi vào chỗ râm râm một tí. Đây. Đây là con đường mà tôi đi làm về. Đó, đằng xa có một con trâu, hai con kìa các bạn. Đây có hai con trâu. Rồi không lên thuyền. Không làm mất thời gian của các bạn nữa. Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Đây chính là cây ngải dại đấy các bạn. Đây. Khá là nhiều. Đó. Đây chỉ là cây ngải dại. Đó. Thoạt nhìn thì chúng ta thấy nó rất là giống cái cây ngải cứu đúng không nhỉ? Đây. Nhưng mà các bạn thấy là cái cây này nó sẽ hơi khác một tí. Nên nó sẽ hơi khác cái cây ngải cứu một tí. Đây. Và các bạn thấy là nhìn kỹ ấy, thì cái lá của cái cây này này nó sẽ có màu sẫm hơn. Đấy. Có màu sẫm, màu sẫm hơn hoặc hay là gọi là ở mặt dưới của lá ấy. Đây. Mặt dưới của lá thì nó có lông nhưng mà nó sẽ ít lông hơn so với cái cây ngải cứu. Đấy, đây là một cái cây mà chữa một số những cái căn bệnh như là viêm da cơ địa này hoặc là á sừng ấy, nó rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cái cây này là chữa viêm da cơ địa nó rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn có thể trị những cái chứng kinh nguyệt không đều ở chị em phụ nữ. Đó. Đây các bạn này. Đây, các bạn thấy là có màu xám nhạt hơn so với lại cái cây ngải cứu. Ngải cứu thì đợt trước tôi có cái clip tôi giới thiệu về cây ngải cứu rồi đấy. Thì hôm nay cây này là cây ngải hôi nhé các bạn, hay còn gọi là cây ngải dại đây. Đây chính là nó đây các bạn. Đấy. Thì cái thứ nhất về những cái trường hợp mà bị viêm da cơ địa ấy. Đấy. Đây là bệnh ngoài da có thể xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em nhé các bạn. Đấy, do là khá là nhiều những cái nguyên nhân gây ra như là di truyền này, thời tiết này. Đấy, do tiếp xúc với hóa chất này hay thực phẩm đấy. Khi mắc những cái bệnh ngoài da thì thường nổi sần đỏ. Đây, không có vải da và thường rất ngứa. Đấy. Ví dụ như đây nó hay nổi sần đỏ lên. Đấy là gọi là viêm da cơ địa ấy. Thì cách sử dụng cái cây ngải dại này hay là ngải hôi này để mà chữa viêm da cơ địa như nào? Thì các bạn lấy khoảng một nắm cái lá ngải dại này này. Đấy, các bạn lấy khoảng một nắm
lá ngải dại về rửa thật sạch nha các bạn. Đấy, các bạn bỏ cái nắm ngải dại vào cái nồi nước sôi, đun sôi trong vòng thời gian khoảng 15 phút. Thì các bạn đợi nước nguội bớt rồi dùng để ngâm và rửa cái vùng da mà bị viêm da cơ địa. Các bạn rửa trong khoảng thời gian 30 phút nha các bạn. Và cái cách này thì các bạn áp dụng trong thời gian khoảng 3 ngày. Đấy, và mỗi ngày các bạn sử dụng ngâm từ 2 đến 3 lần. Đấy, mỗi ngày các bạn ngâm từ 2 đến 3 lần thì ngâm trong làm đi làm lại trong thời gian khoảng 3 đến 4 ngày thì nó sẽ khỏi luôn. Đó. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp thứ hai là cái bệnh á sừng đấy các bạn. Đấy, bệnh á sừng là một trong những cái bệnh da liễu mà chúng ta thường hay gặp. Và cái bệnh á sừng là bệnh mà khi trạng thái cái lớp sừng chuyển hóa dở dang ấy, tế bào còn tế bào còn nhân và nguyên sinh ấy chưa chuyển hóa hết thành sừng, thì khi bị á sừng thì da thường bị khô ráp, chóc da, đấy chóc da này và nứt nẻ, và nếu không giữ vệ sinh thì rất dễ gây ra sưng tấy. Đấy. Và cái cách dùng cái cây ngải dại này trị bệnh á sừng thì nó cũng tương tự như cái cách trị viêm da cơ địa nha các bạn. Đấy, các bạn cũng lấy một nắm này. Đấy, các bạn lấy một nắm này về rửa thật sạch, xong là cũng đun nước khoảng thời gian 15 phút. Về sau đấy là các bạn để nguội rồi rửa cái chỗ bị á sừng đấy. Thì các bạn làm trong khoảng thời gian từ 2 ngày thì nó sẽ dần dần hồi phục. Đấy, nó đem lại hiệu quả bất ngờ luôn. Đây là cái cây ngải dại đây, hay còn gọi là cây ngải hôi đấy. Và một cái chứng nữa, cái cây ngải dại này nó có công dụng chữa, nó chính là những cái trường hợp mà chị em phụ nữ mà kinh nguyệt không đều ấy. Và nó đến khi mà nó đến kinh nguyệt không đều thì là một cái chứng rất là phổ biến ở những cái bạn gái tuổi dậy thì, và cũng như là ở chị em trong thời kỳ tiền mãn kinh, đúng không nhỉ? Thì đây là cái hiện tượng mà hành kinh không theo một cái chu kỳ nhất định nào cả, hay còn gọi là kinh kinh nguyệt, có thể đến sớm hoặc là muộn, thậm chí hoặc là vô kinh. Và điều này thì do khá là nhiều nguyên nhân như là tâm lý nó không ổn định này, mất cân bằng hormone này, suy dinh dưỡng này, bệnh phụ khoa vân vân. Và cái chứng kinh nguyệt không đều này nếu mà không được điều trị sớm ấy thì sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và làm ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản ở chị em phụ nữ. Đấy, đấy là một số những cái thông tin. Và để mà chữa cái chứng kinh nguyệt không đều từ cái cây ngải dại này thì các bạn đấy, có thể lấy cái lá ngải dại phơi khô rồi dùng dần. Mỗi lần dùng thì các bạn có thể thực hiện là lấy khoảng 10g lá ngải dại, các bạn phơi khô nhé các bạn. Đấy, như ban đầu clip tôi bảo các bạn phơi khô cái này rồi lấy 10g khô nấu với khoảng 200ml nước. Đấy, đến khi nào mà còn khoảng 50ml nước thì các bạn tắt bếp. Đấy, các bạn uống mỗi ngày một lần trước ngày có kinh khoảng 1 tuần thì nó cũng sẽ cho các bạn những cái kinh nguyệt trở lại bình thường nữa các bạn. Đây là một cái cây nó rất là tốt đối với những cái trường hợp mà kinh nguyệt không đều và viêm da cơ địa á sừng này. Ngoài ra thì cây này còn trị cái chứng cảm cúm này, nhức đầu rất là tốt cho các bạn. Đấy, những cái trường hợp mà bị cảm cúm này, bị nhức đầu thì các bạn chuẩn bị khoảng 20g cái lá ngải dại này kết hợp với lại khoảng 20g lá cúc tần và 10g gừng tươi nha các bạn. Tất cả các nguyên liệu đã phơi khô. Đấy, bỏ những cái ba loại này vào, ngải dại này, lá ngải dại này, cúc tần này, gừng này, các bạn bỏ vào trong nồi sắc uống. Và lưu ý các bạn là các bạn uống trong lúc nóng nhá, thì nó sẽ cho hiệu quả, nó khá rõ rệt. Và sau khi các bạn uống xong thì các bạn đắp chăn ra, đắp chăn cho da mồ hôi và bệnh sẽ thuyên giảm nhanh chóng. Đấy, đấy là một số cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn về cái cây ngải dại hay còn gọi là cây ngải hôi này. Đấy. Hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích để cho tất cả các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn có những cái vấn đề cần góp ý cho tôi và ủng hộ tôi thì vui lòng để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới. Và nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, hữu ích thì đừng quên để lại cho tôi một like.
và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem hơn nữa. Đồng thời là nhấn nút đăng ký để nhận được những cái clip mới mỗi ngày. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hôm nay thì trời rất là nóng. Tôi đang trên đường đi làm về. Tiện thể tôi vào đây tôi quay một chút cái khung cảnh cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là con đường mà tôi đi đây. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tôi xin dừng clip hôm nay ở đây. Tại vì trời rất là nóng.